Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt sáng thứ bảy, và hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 16 Tây tháng 10 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy thì chúng ta lại có một chương trình đặc biệt, chủ yếu là đào sâu mọi vấn đề. Có thể là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể vấn đề liên quan tới với quá khứ lịch sử, và cũng có thể là những vấn đề mà quý vị quan tâm. Và quý vị, trong cái chương trình đặc biệt sáng thứ bảy hôm nay thì Phong đề cập tới một cái câu nói của cái người mà mọi người gọi là Chủ tịch Quốc hội của Cộng sản Việt Nam, Vương Đình Huệ, nói rằng tiền trong dân còn rất nhiều. Và câu nói này có nhiều ẩn ý, và từ hôm nay thì có nhiều người đã bàn tán xôn xao về cái câu nói này của Vương Đình Huệ. Ok quý vị, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì Phong sẽ tìm hiểu xem cái vấn đề này như thế nào, ẩn ý câu nói của Vương Đình Huệ là cái gì, và điều này sẽ xảy ra như thế nào. Bởi vì ai cũng biết được trong 4 tháng, 5 tháng đại dịch ở tại Việt Nam bùng nổ thì gần như người dân đã cạn hết tất cả tiền bạc, và những người nào mà gọi là có chút đỉnh tiền thì thủ cho tới giờ phút này thì cũng bắt đầu bước vào tình trạng sắp sửa khó khăn. Còn những người dân nghèo thì khỏi nói rồi quý vị, 4, 5 tháng qua là họ không còn gì để mất nữa. Thậm chí là quý vị thấy vừa giải tỏa lệnh phong tỏa là họ lập tức lên đường trở về quê. Và quý vị nhìn thấy cái hình ảnh trên toàn quốc đều như vậy, mà Vương Đình Huệ vẫn nói là tiền trong dân còn rất nhiều. Câu nói này như thế nào? Có lẽ nó sẽ là cái bài nói chuyện phân tích của Phong vào sáng ngày hôm nay để mọi người hiểu rõ hơn. Thực sự người dân thì họ có cái câu khác với Vương Đình Huệ, không phải tiền trong dân còn rất nhiều, mà tiền trong nhà quan còn rất nhiều thì đúng hơn. Bởi vì cho tới giờ phút này thì gần như là người dân Việt Nam đang phải đối diện với một cái hậu quả kinh tế sắp sửa xảy ra. Bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu mà người dân đã gặp khó khăn về việc làm, về tài chánh, về đời sống, rất nhiều thứ. Không phải chỉ riêng có vấn đề tài chánh không quý vị. Tài chánh thì chỉ giải quyết được cái phương tiện sống cho người dân, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống này đó. Đó là cái phương tiện. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái thái độ chuyên chế của những kẻ cai trị đã cướp luôn một số những cái quyền tự do của người dân vốn đã rất là ít trước nay, bây giờ gần như là bị trói buộc luôn quý vị. Và tất cả những cái hậu quả này nó dẫn tới một cái cơn khủng hoảng về kinh tế vào cuối năm nay. Trong khi đó thì Vương Đình Huệ nói tiền trong dân còn rất nhiều. Chữ dân này không có nghĩa là những người dân nghèo quý vị đâu. Và tôi nghĩ rằng đây là câu nói mà Vương Đình Huệ đưa ra nhằm mục đích là cảnh báo trước với phe của mình, và đồng thời cũng sẽ nói trước với lại những cái kẻ mà gọi là sân sau của các quan, là chuẩn bị là chuyển tiền ra nước ngoài trốn đi, đừng ở lại nữa, tại vì sắp sửa có một cuộc thanh trừng lớn. Đây tôi nghĩ rằng là câu nói của Vương Đình Huệ thì đúng hơn. Chữ dân này không phải dân nghèo quý vị, không phải là dân bình thường, mà dân này, chữ dân này của Vương Đình Huệ tức là nhắm vào những sân sau của các quan chức. Mà những sân sau này thì tiền bạc nhiều lắm quý vị, lắm tiền lắm bạc lắm quý vị, từ những công ty như là Vạn Thịnh Phát, hay là công ty trước đây của ông Dũng Lò Vôi Đại Nam, hay là VinFast, hay là nhiều lắm. Những công ty này là những kẻ gọi là sân sau của các quan chức. Họ là những kẻ mà kiếm được tiền, nhưng mà đồng thời cũng là cái ngõ để các quan chức chạy tiền ra nước ngoài. Và câu nói của Vương Đình Huệ tôi nghĩ nó nhắm ngay chỗ này. Và quý vị, thật sự nếu mà đánh giá cái tình hình kinh tế của Việt Nam thì tôi đã phân tích rất nhiều bài cho quý vị thấy là một sự bế tắc toàn diện ở tại Việt Nam. Thì tôi đã từng nói là chết thì không chết, nhưng mà sống thì không sống, dở sống dở chết. Đây là cái tình hình mà nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối diện trong những năm tới. Vậy thì quý vị, những tên quan chức, ở đây tôi nói tới những tên quan chức và những sân sau của họ, liệu có gặp khó khăn không? Yes, họ có gặp khó khăn trong vấn đề kiếm thêm tiền, nhưng mà họ không gặp khó khăn gì trong vấn đề mà họ đã có sẵn những tài sản đã có từ
bao nhiêu năm nay đã cấu kết với cán bộ đảng viên, cấu kết với người thân nằm trong guồng máy cai trị để kiếm tiền, chia chác trên những cái lợi nhuận về những cái khai thác các cái khoáng mỏ, cho tới buôn bán địa ốc sang tay những cái đất đai, cho tới quý vị những cái hợp đồng về xây dựng. Xây dựng đây là xây dựng hạ tầng cơ sở, tức là chấm mút và ăn trong những cái tiền mà xây dựng các cái đường xá hay là làm những cái BOT đó quý vị. Tất cả những kẻ này đều là sân sau của các quan chức cả. Và thứ hai, một số nghệ sĩ bề ngoài thì khoe khoang sự giàu sang, nhưng bề trong thì họ là cái công cụ rửa tiền của các quan chức. Và quý vị đã nhìn thấy rất nhiều những kẻ được xem là có tiền có bạc, khoe của rất nhiều, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ, thì giờ đây nó trở thành mục tiêu của cái việc thanh trừng là thứ nhất. Thứ hai là cái nhóm gọi là cán bộ đảng viên vừa được bổ nhiệm cái chức vụ mới, lên chức vụ mới này không còn gì để ăn sau mùa đại dịch, thì bắt đầu nó quay sang cái tầng lớp mà tôi gọi là tầng lớp gọi tạm gọi là trung lưu ở Việt Nam. Tầng lớp này là tầng lớp kiếm ăn nhờ dựa hơi vào các cán bộ đảng viên trong guồng máy cai trị, hoặc là họ chính là người thân của guồng máy cai trị. Do đó, giờ phút này là giờ phút mà tôi tạm gọi đây là cái cảnh mà gọi là khi mà hết thịt rồi thì quý vị ăn thịt đồng loại. Đây là cái cảnh rất thường xảy ra trong những xã hội độc tài toàn trị và cộng sản. Khi mà nhờ cạn cái nguồn tài chánh và không thể hút được thêm máu của người dân nữa thì nó sẽ quay sang thành phần trung lưu. Thành phần này trước đây ỷ y vào cái mối quan hệ của mình với các quan chức, các cán bộ đảng viên, tha hồ thao túng và làm giàu trên xương máu của người dân. Thì bây giờ quý vị, họ đang trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ đang nắm quyền ở thế hệ mới mà không có cái cửa để kiếm tiền. Thì quý vị, đây chính là cái điểm then chốt mà tôi nghĩ rằng nó là một cái điểm chính mà Vương Đình Huệ nhấn tới. Tại vì ai cũng biết được, và kể cả bản thân của Vương Đình Huệ cũng biết được, một người dân bình thường, một công nhân lương 3 triệu tới 7 triệu một tháng, người nào khá lắm lên được 8-9 triệu, còn những thành phần khác còn nghèo hơn nữa quý vị, thì làm sao mà có tiền trong dân được. Câu nói này rõ ràng là Vương Đình Huệ đang nhắm tới những thành phần mà gọi là sân sau. Thứ nhất là Vương Đình Huệ đang báo động cho cái nhóm này qua hệ thống báo chí là: ê, các anh có tiền, đẩy tiền ra nước ngoài đi, bắt đầu có chiến dịch nhắm tới các anh rồi đó. Đây là cái câu nói của Vương Đình Huệ mang nhiều ẩn ý quý vị, có thể gì chúng ta có thể giải thích bằng bất kỳ kiểu nào, nhưng mà ai cũng biết chắc câu nói này Vương Đình Huệ không dành cho mấy chục triệu người dân mà đang đối phó với dịch bệnh. Bởi vì mấy chục triệu người dân này họ không có tiền, họ đang gặp khó khăn rất nhiều sau 4 năm tháng chống dịch, cái kiểu gọi là siết chặt các cái lệnh phong tỏa của cộng sản, khiến cho đời sống của họ càng lúc càng khó khăn hơn. Thành phần mà được xem là vượt qua đại dịch trong mấy tháng này, trốn ở trong nhà không ra đường, chính là thành phần trung lưu. Thành phần này gồm hai thành phần. Thứ nhất là thành phần nghệ sĩ, những kẻ được xem là có kiếm được tiền, kiếm được bạc ở trong cái thời gian trước. Và thứ hai là thành phần thương gia dựa hơi vào các quan chức ở địa phương để trục lợi. Thì mấy tháng nay họ trốn trong nhà, họ vẫn dư ăn dư mặc quý vị, họ không bị thiếu thốn. Và giờ đây tới phiên họ chuẩn bị trở thành cái máy để cho cái guồng máy cai trị đó hút sạch tài sản. Do đó Vương Đình Huệ lên tiếng là báo động cho cái đám này biết là nên tìm cách chuyển tài sản của họ ra nước ngoài. Và đây chính là một trong những cái điều mà tôi nói với quý vị, mất sạch hết. Quý vị đã nhìn thấy tình hình mà báo chí đăng về Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên. Những người này tại sao báo chí và công an nhắm vào? Tại vì những thành phần này thường xuyên có những cái hình ảnh khoe khoang về tài sản của mình ở trên mặt báo chí. Và quý vị, tới lúc mà các quan chức nó không còn gì để ăn nữa, ngay cả người thân đảng viên đồng chí của họ, họ còn làm thịt luôn, thì cái đám nghệ sĩ này chả tới đâu cả. Cái điều dạy của đám nghệ sĩ này là
tin tưởng, bởi vì nó là thế hệ sau lớn lên trong cái môi trường của Cộng sản. Khi mà Cộng sản mở cửa ra, nó kiếm ăn được. Không những kiếm ăn được mà còn khá hơn người khác. Cho nên nó nghĩ rằng cái thể chế cai trị đó thích hợp với nó. Do đó những cái lần mà lưu diễn ở nước ngoài, đi show ở nước ngoài đó quý vị, thì nhiều bạn bè thân thiết của họ đã khuyến cáo họ là nên để tiền ở nước ngoài, đừng giữ ở trong Việt Nam, mất sạch đó. Nó không tin. Nó không tin là bởi vì cái thể chế đó giúp cho nó kiếm được tiền và làm giàu. Cho nên nó không tin rằng thể chế đó sẽ cướp sạch tiền của tụi nó. Cho nên quý vị, đám nghệ sĩ này đó ít mở tài sản ở nước ngoài. Ít bỏ tài sản nước ngoài lắm. Tài sản nó tập trung ở Việt Nam nhiều. Và quý vị, ở ngân hàng ở nước ngoài á, mỗi đứa cao lắm có chừng vài ngàn đô la là hết cỡ rồi. Nó giữ cái tài khoản ở nước ngoài để lưu diễn, người ta có ký check đi show, người ta ký check thì có chỗ deposit vô thôi. Mục đích nó mở tài khoản ở nước ngoài là để nhận tiền từ các bầu show hay nhận tiền từ khán giả. Chứ nó không phải dùng cái đó để mà chuyển tài sản ra nước ngoài. Đa số tài sản nó tập trung ở Việt Nam nhiều hơn. Đây là đám nghệ sĩ, tôi đang nói về giới nghệ sĩ thôi quý vị. Thì bây giờ quý vị đang trở thành mục tiêu bị dí tới bởi cái bộ công an. Chắc chắn trong thời gian tới thì quý vị thoát được cái trận này, thì Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành mà có thoát được trận này đó, thì tôi nói thẳng với quý vị luôn là cũng mất hết hơn phân nửa gia tài hoặc mất sạch gia tài để thoát khỏi bị ở tù. Bởi vì đụng tới Thiền Thiện Nguyện, lem nhem một đồng cũng bị Cộng sản lấy danh nghĩa đó nó truy tố. Công an sẽ lấy danh nghĩa đó truy tố dù chỉ là một đồng. Do đó quý vị, cái chuyện mà đánh vào giới nghệ sĩ là một. Và thứ hai là giới thương nhân. Giới thương gia thì nó khôn hơn rất nhiều. Khi nó kiếm được tiền, kiếm được bạc đó quý vị, đầu tiên hết là cho con cái đi du học, lấy tri thức ở nước ngoài trước. Rồi từ đó thông qua con cái, bắt đầu nó chuyển tài sản ra nước ngoài. Thì có một số kẻ đã chuyển thành công tài sản ra nước ngoài. Có một số kẻ thì vẫn cầm chừng thôi. Tức là mua một hai căn nhà ở Mỹ hay là ở Úc hay là ở Âu Châu để đó thôi. Coi như là cái hậu sau này lỡ có bị mất cái gì đi nữa thì cũng còn cách mớ tài sản ở nước ngoài chút đỉnh. Còn đa phần còn lại vẫn duy trì cái tài sản lớn ở trong Việt Nam. Hầu như là 60-70% tài sản của những thương gia này đều còn nằm ở Việt Nam. Họ chỉ trích cho khoảng 20-30% để gọi là đặt cọc ở nước ngoài thôi. Thì bây giờ quý vị, nhóm này bây giờ đang trở thành mục tiêu của những cái thế hệ cai trị kế tiếp khi mà vừa được bổ nhiệm. Tại vì tôi nói quý vị, Cộng sản là một ổ tham nhũng có hệ thống. Và ổ tham nhũng có hệ thống này đó, mỗi một thế hệ cai trị lên, nó phải nghĩ ra cách để mà nó tham nhũng. Và nó nghĩ ra cách để mà nó kiếm tiền, bởi vì nó bỏ rất nhiều tiền cho cái vị trí này. Nó mua phiếu của đảng viên để nó ngồi vào vị trí này. Thì quý vị, trong mấy năm ngồi nhiệm kỳ này phải gỡ vốn. Mà bây giờ lên cái đám gọi là quan chức mà lên nhận chức kỳ này đó, đương đầu với đại dịch thì không có cửa kiếm tiền. Đương đầu với 5 tháng trời đại dịch và có thể kéo dài cho tới năm tới thì không có cửa để kiếm tiền. Cho nên nó nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. Và quý vị, chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là bây giờ Bộ Công an thì nhắm vào giới nghệ sĩ. Nhưng bên cạnh giới nghệ sĩ thì còn rất nhiều những thương gia trở thành mục tiêu kế tiếp của cái guồng máy cai trị thông qua Bộ Công an. Tức là sau phần mà tới phiên nghệ sĩ rồi sẽ tới phiên các thương gia. Họ sẽ moi dự án A, dự án B, dự án C ra để bắt đầu họ tấn công vào các thương gia để moi tiền. Thì tôi nói với quý vị, Cộng sản chủ yếu là gì? Nuôi heo cho mập rồi làm thịt. Đó là cái nghệ thuật cai trị của Cộng sản từ xưa tới nay. Chính quý vị còn nhớ là Alibaba Jack Ma đã từng nói là không có thương nhân nào có thể tồn tại lâu dài dưới chế độ cai trị của Cộng sản. Tại vì tất cả đều sẽ bị nhắm tới hết. Nhất là cái thành phần mà gọi là không phải là đảng viên, cũng không phải bà con thân thuộc của đảng viên đó quý vị, mà nhờ vào cái quan hệ mật thiết với lại đảng viên đó, được bảo bọc bao nhiêu năm nay đó, thì bây giờ tới phiên thành phần này sẽ bị moi ra làm thịt. Sẽ bị moi ra làm thịt là bởi vì sao quý vị? Những kẻ đang ngồi trên ghế đó nó không còn gì để ăn nữa. Mà trong mấy năm nhiệm kỳ này là phải hút cho sạch, lấy vốn về. Nó bỏ quá nhiều tiền cho những cái chức vụ thì không thể nào mà nó tốn tiền một cách vô ích.
Do đó câu nói của Vương Đình Huệ là nhắm vào những thành phần này, mà nhắm với cái tính cách gọi là thông báo thì đúng hơn. Thông báo một cách chính thức luôn là ê, có tiền lo chạy đi. Đến lúc mà đánh tới rồi tôi cứu các anh không được đâu. Ai còn giữ tài sản nhiều ở trong Việt Nam, ráng chịu. Đây chính là cái ẩn ý của Vương Đình Huệ trong cái việc mà gọi là tuyên bố là tiền trong dân còn rất nhiều. Còn những người nghèo trong dân chúng thì quý vị biết rồi. Trong 5 tháng qua, ở trên tất cả các mạng xã hội, họ đã có đầy đủ những cái góc cạnh của sự nghèo khó. Đầy đủ góc cạnh của sự nghèo khó. Chưa bao giờ người ta nhìn ra những cái góc khuất này trong cái xã hội Việt Nam, bởi vì sự che giấu của báo chí Cộng sản Việt Nam, cơ quan tuyên truyền nó che giấu tất cả những chuyện này, cộng thêm những chính quyền địa phương nó cover up, tức là nó cũng che giấu luôn. Nhưng mà 5 tháng đại dịch, nó đã lộ ra ánh sáng hết. Nó hiện diện ở trên khắp nơi, ở trên mạng xã hội. Từ những cái người dân sống khó khăn trong những cái chung cư bị phong tỏa, cho tới những công nhân phải làm việc với cái tính cách gọi là ba tại chỗ, cũng phải đối diện với tất cả những cái chuyên chế nghiêm ngặt của công ty và của chính quyền địa phương, và tiền lương ít ỏi của họ không đủ đâu vào đâu. Đây chính là cái hậu quả của 5 tháng chống dịch một cách thất bại của cái kẻ cai trị. Và giờ đây thì bây giờ quý vị thấy rằng cái chiến dịch chống dịch đã thất bại rồi. Bây giờ nó chuyển hướng là cho mở cửa. Nhưng mà cho mở cửa trong giai đoạn này cũng vô dụng. Cái sự tiêu thụ của người dân không còn nữa. Người dân đâu còn tiền để mà tiêu thụ. Cuối cùng chỉ là còn cái đám trung lưu. Đám trung lưu tức là thành phần nghệ sĩ, thành phần mà làm ăn có tiền có bạc ở Việt Nam. Thì thành phần này đang trở thành mục tiêu của các quan chức. Nó chờ mở cửa trở lại, nó chờ tất cả mọi thứ lộ ra là bắt đầu nó chụp. Từ cái hồ sơ là gian lận về gọi là gì quý vị, tiền thiện nguyện, cho tới cái hành động gọi là trốn thuế, rồi cho tới những thương gia mà đã có hành động trốn thuế, không đóng thuế, hay là tránh né thuế, hay là gian lận, hay là có những cái giấy tờ không minh bạch trong tất cả những cái dự án về đất đai, nó moi ra hết. Nó sẽ moi ra hết trong thời gian tới. Bởi vì tôi nói với quý vị, sau giai đoạn mà gọi là đại dịch này, thì không những người dân không còn tiền, nhà các quan chức thì tiền vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà cái ngân khố của cái guồng máy cai trị nó bị hút máu hết rồi. Cái ngân khố bây giờ cạn kiệt rồi quý vị. Cái ngân khố bây giờ cạn kiệt rồi. Do đó nó phải đủ nghĩ đủ mọi cách để mà bù lấp cái số mất mát này ở trong ngân khố quốc gia. Đây là quý vị cứ nhìn thấy là quý vị nhìn rất rõ đi. Cứ lấy cái vụ mà cái gì Cát Linh Hà Đông đi, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là cái đám quan chức này như thế nào. Cho tới giờ phút này Cát Linh Hà Đông có hoạt động chưa? Và thứ hai là những kẻ chịu trách nhiệm trong đường sắt Cát Linh Hà Đông này, có kẻ nào bị truy tố chưa? Thất thoát đến gần 1 tỷ Mỹ Kim đó quý vị. Cái tiền thất thoát cho cái dự án Cát Linh Hà Đông này đã gần đạt 1 tỷ Mỹ Kim cho một đoạn đường vài chục km. Thì quý vị thấy rõ ràng các quan chức này nó hạ cánh an toàn rồi. Tất cả số tiền mà chi cho nhà thầu Trung Quốc và được chấm mút, được chê quê hồng, được đưa trở lại dưới gầm bàn đó quý vị, nó đã trở thành tài sản của những quan chức trong Bộ Giao thông Vận tải. Và bây giờ không tài nào chịu trách nhiệm cả, và tất cả đều nằm ở dưới cái bàn gầm bàn hết, và tất cả tài sản nó đã được chuyển ra nước ngoài. Quan chức thì nó khôn lắm, nó không đứng tên bất cứ một cái gì hết, toàn là vợ, con, cháu, chích, anh em trong nhà đứng tên. Đám quan chức này nó về mặt gọi là luật pháp với quý vị, nó thuộc chuyên chính vô sản, tức là lương nó có mấy chục triệu một tháng thôi. Làm quan chức lương có mấy chục triệu một tháng thôi, nhưng mà nó vẫn được đi xe đẹp, nó vẫn ở nhà đẹp. Hỏi ra thì nó nói tiền dành dụm cả mấy thế hệ đã góp lại. Hỏi ra nó nói nó làm sưng móng tay để làm, mà không biết nó làm cái gì để sưng móng tay. Hỏi ra thì nó đâu phải là tài sản của tôi, tài sản của vợ tôi, tài sản của con tôi, tài sản của anh tôi, chú tôi, chứ đâu phải tài sản của tôi. Thì đám quan chức cộng sản nó tham nhũng là như vậy. Quý vị với dí vào quý vị sẽ không thấy nó đứng tên một cái gì cả. Thì cái hệ thống tham nhũng này nó kéo dài mấy chục năm rồi quý vị. Và giờ đây bắt đầu là nó bắt đầu cạn kiệt cái ngân khố rồi, thì bây giờ nó nhắm vào giới trung lưu. Vậy Vương Đình Huệ
cái lời nói của Vương Đình Huệ là báo động cho cái giới này biết có tiền lo chạy đi. Đây là cái câu tôi nghĩ rằng là cái ẩn ý của Vương Đình Huệ thì nhiều hơn. Tại vì chữ dân này không phải là chữ dân dành cho tất cả dân chúng ở Việt Nam đâu, mà chỉ dành cho thiểu số đang sống nhờ vào cái quần ngà mái cai trị. Bây giờ đang trở thành mục tiêu bị tấn công. Và quý vị đã thấy rồi, báo chí bây giờ ở trong Việt Nam, những cái công cụ tuyên truyền cho đảng đó, ngoại trừ nó là công cụ tuyên truyền cho ban tuyên giáo ra, thì nó đóng một vai trò khác rất quan trọng. Nó đóng vai trò là giúp cho những quan chức này có thể đấm đá lẫn nhau. Và nó moi những dự án sân sau lên để nó làm thịt. Nhưng mà quý vị, có những nghệ sĩ nó không dám đụng tới. Có những nghệ sĩ mà khoe khoang tiền bạc rất nhiều, nó vẫn chưa dám đụng tới. Ví dụ như là Lý Nhã Kỳ, ví dụ như là Jonathan, những kẻ này đó quý vị, không biết làm cái gì mà ra tiền, nhưng mà đồ đạc nó khoe toàn đồ hiệu không à. Kim cương cho tới quần áo Hermes hay là LV đó quý vị, nó khoe rất nhiều. Thì thành phần này quý vị, đám quan chức và đám báo chí không dám đụng tới. Đơn giản thôi quý vị, thế lực đằng sau, và những kẻ này là những kẻ rửa tiền cho quan chức. Do đó nó không dám đụng tới những cái hồ sơ này, nhưng nó sẵn sàng moi tới hồ sơ của những người mà gọi là có chút xíu tiền bạc nhờ kiếm ăn trong thời gian qua, như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên thì nó nhắm tới. Nhưng mà cỡ như Lý Nhã Kỳ, Jonathan á, thì ông cố nội cái đám quan chức này với công an cũng không dám đụng tới. Bởi vì cái thế lực đứng sau sử dụng những tên tuổi này để rửa tiền rất nhiều. Do đó nó không dám đụng tới, và thế lực này không biết nó ngầm tới mức độ nào và có thế lực cao tới mức độ nào. Chắc chắn là có liên hệ tới những quan chức cao cấp của ngành công an hay là những quan chức cao cấp của bên quân đội. Nó mới vững như bàn thạch. Và quý vị, việc này cho thấy rằng là giữa tình trạng mà chống dịch, thì bắt đầu là Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu có chiến dịch rất là gay gắt đối với lại những thành phần này. Và kết quả là gì quý vị? Quý vị sẽ chứng kiến được là hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ khác sẽ bị nêu tên trên mặt báo chí trong thời gian tới. Bây giờ chỉ mới có Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Một số nghệ sĩ khác thì đã bắt đầu lật đật tự mình nộp các bản kê khai tài chính về vấn đề gọi là làm thiện nguyện rồi. Nhưng mà vài bữa nữa quý vị sẽ thấy là nhiều người sẽ được kêu tên lắm. Và khi được kêu tên rồi đó quý vị, là những cái chấm mút lem nhem của một số nghệ sĩ chắc chắn sẽ trở thành cái đòn bẩy khiến cho họ mất sạch tài sản đã kiếm được suốt nhiều năm nay, chỉ trong vòng vài tháng thôi. Mất sạch. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng khoe là cái kẻ khoe khoang nhiều nhất ở trong giới nghệ sĩ. Từ kim cương cho tới cái ngôi nhà mấy triệu đô la. Quý vị, nếu như hồ sơ công an dí tới, và lần này quý vị, đặc biệt là tôi được biết là không phải công an của Sài Gòn điều tra đâu quý vị, của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh điều tra đâu. Tại vì công an của thành phố Hồ Chí Minh mà mở hồ sơ điều tra đó, thì trước sau gì cũng có quen biết với Đàm Vĩnh Hưng, thì chắc chắn sẽ có những cái sự châm trước, có những cái sự gọi là nhắm mắt nhắm mở cho Đàm Vĩnh Hưng qua chuông. Lần này những kẻ điều tra được gửi trực tiếp từ Hà Nội vào. Được gửi trực tiếp từ Hà Nội vào và nhắm vào giới nghệ sĩ miền Nam. Còn giới nghệ sĩ ngoài Bắc đó quý vị, nó phay phay à. Từ những kẻ ăn tục nói phét, chửi thề mà ngôn ngữ thiếu văn hóa như Duy Mạnh nè, cho tới những kẻ mà bây giờ đang được xem là cộng tác với những cái đài truyền hình ở ngoài Bắc VTV đó. Những đám nghệ sĩ này đó quý vị, nó bình chân như vậy. Bởi vì nó làm sống ở ngoài Hà Nội mà quý vị. Quan hệ nó nhiều với những quan chức ở Hà Nội lắm. Cho nên đụng với đám nghệ sĩ ngoài Bắc á, là bỗng tay hết. Còn đám nghệ sĩ miền Nam dễ làm thịt hơn. Cho nên nó nhắm vào đám nghệ sĩ miền Nam và gửi tất cả những công an hình sự từ ngoài Hà Nội vào trong Sài Gòn để mở hồ sơ điều tra về các cái hoạt động từ thiện của các giới nghệ sĩ. Nội cái này không quý vị, chúng ta đã thấy được cái ý đồ của cái kẻ cai trị rồi. Thứ nhất là sẵn dịp hút máu, nhưng mà phải chọn cái chỗ hút đã. Thì kỳ này mà đám Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành cho tới Thủy Tiên, rồi một số nghệ sĩ sau này được nêu danh đó, nếu không mất phân nửa tài sản để thoát trận đó, thì cũng mất sạch tài sản. Ít nhất là mất sạch tài sản để thỏa hiệp, để tránh bị truy tố, để tránh bị gọi là bị xử. Và quý vị, chuyện này chắc chắn xảy ra.
ít nhất là mất hết một nửa gia sản. Mà đám này tôi đã từng nói với quý vị rồi, không phải Trấn Thành hay Đàm Vĩnh Hưng không có lưu diễn ở nước Mỹ đâu. Họ tới lưu diễn nước Mỹ và lương họ rất cao. Họ mở ngân hàng để deposit tiền vô rồi họ cash tiền ra. Chứ họ không để tài sản họ bên Mỹ. Tài sản tập trung ở Việt Nam mà. Bây giờ đó quý vị, tất cả kẹt hết rồi. Tất cả kẹt hết rồi. Tại vì đám này nó kiếm tiền được nhờ cái thể chế cai trị. Và nó trưởng thành trong cái môi trường từ nhỏ tới lớn do Cộng sản cai trị. Nó vẫn còn tin vào cái chế độ cai trị ở Việt Nam. Nó đâu có biết được sau trận này rồi nó mới có kinh nghiệm. Nhưng khi có kinh nghiệm rồi thì đã trễ. Những người mà có kinh nghiệm với Cộng sản không ai dạy gì để cái khối tài sản mình trước mặt Cộng sản cả. Vì trước sau gì nó cũng cướp. Trước sau gì nó cũng dùng luật lệ, nó ban hành, nó truy tố chuyện này chuyện kia, nó cướp sạch hết. Đám nghệ sĩ chưa có kinh nghiệm. Nhất là những kẻ mà trưởng thành sau 1975, rồi có được chút đỉnh tên tuổi, nhờ chút đỉnh tên tuổi đó kiếm được tiền, khoe khoang tùm lum từ trước đến giờ đó quý vị, thì bây giờ phải trả giá. Và cũng không chuẩn bị con đường hậu giống như những tên thương gia. Những tên thương gia thì nó khôn hơn rất nhiều. Nó ngậm miệng ăn tiền, nó móc nối, nó làm ăn. Có chút đỉnh tiền là nó tìm cách nó tuồn ra nước ngoài. Vì đám thương gia là đám kinh nghiệm nhất. Tài sản khó kiếm, kiếm được là nó lo, nó đưa ra cái chỗ an toàn nhất để giữ. Ở trong Việt Nam, quý vị kiếm tiền rất là dễ. Nếu quý vị có những cái quan hệ đầy đủ. Nhưng giữ đồng tiền không phải dễ dàng. Giữ được đồng tiền ở tại Việt Nam không dễ dàng. Thì bây giờ là một cái chứng minh cho quý vị thấy. Đa số những kẻ nào mà muốn giữ được cái nguồn tài sản, nó đều phải tuồn ra nước ngoài hết. Còn mà một ngày nào mà cái tài sản đất đai, nhà cửa, hàng hiệu cho tới kim cương, hột xoàn gì đó, quý vị mất trắng hết. Mất trắng hết. Tại vì đám nghệ sĩ Việt Nam nó dại lắm. Lúc khai thuế thì nó khai thuế với chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì nó khai ít lắm. Nó khai hát có vài chỗ để mà đóng thuế ít thôi. Rồi cái tự nhiên cái nó có một cái khối tài sản khổng lồ thì người ta sẽ ngồi người ta tính ra, ê, anh khai một năm anh đây anh kiếm có bao nhiêu đây tiền à? Tại sao anh có nhiều hàng hiệu vậy? Hàng hiệu này ở đâu? Tại sao anh có nhiều xe đẹp à? Xe đẹp này ở đâu? Trong khi anh khai thuế với nhà nước thì anh khai ít. Anh khai ít để anh đóng thuế ít. Quý vị, những cái mâu thuẫn này đám nghệ sĩ không, nó không nghĩ là công an nghĩ thấy. Công an nhìn thấy hết. Công an nó nhìn thấy hết. Nhưng mà nó mắt nhắm mắt mở. Tới một lúc nào đó cần làm thịt nó moi ra hết. Lúc đó lấy gì đỡ? Đó, giống như Trấn Thành đi. Khoe khoang là cái cuốn phim Bố Già kiếm được cả triệu đô la ở Mỹ phải không? À, bây giờ nó dí tới nó hỏi, à, anh nói cuốn phim của anh ở Mỹ chiếu được 1 triệu đô la, ở Việt Nam anh kiếm được 100 tỷ, 200 tỷ gì đó. Khai ra, đóng thuế. Quý vị, lúc mà nổ đâu có nghĩ tới. Lúc mà nổ PR lăng xê thì đâu có nghĩ tới những cái hậu quả này. Đến lúc mà công an nó đem báo chí ra, nó nói đây nè, lời anh nói nè, lời anh khai nè, anh khoe nè. Chúng tôi đâu có dựng chuyện để chụp mũ anh đâu. Quý vị, lúc đó đám nghệ sĩ này mới trời ơi đất khởi. Và cuối cùng quý vị, cái chiến dịch lần này với tôi nhìn thấy rõ là một cái chiến dịch ăn cướp. Nhưng mà lần này mục tiêu ăn cướp không phải là dân nghèo quý vị nữa, mà mục tiêu ăn cướp của cái đảng cai trị nhắm vào thành phần trung lưu, bao gồm cả thương gia lẫn nghệ sĩ. Và câu nói của Vương Đình Huệ rất có ý nghĩa, tiền trong dân còn rất nhiều. Tiền trong dân, chữ dân này không phải người dân nghèo quý vị đâu, mà dân này chính là thành phần trung lưu và giới nghệ sĩ đó quý vị. Ok, đó là cái bài nói chuyện vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lát nữa thì Phong trên đường sẽ lái xuống Austin. Do đó chiều ngày hôm nay có thể Phong sẽ không làm chương trình văn học sử thi ca luận phím. Thay vào đó, có thể Phong sẽ làm cái livestream trực tiếp buổi gặp gỡ nói chuyện với lại tất cả khán giả ở tại Austin, Texas và các vùng phụ cận. Mong quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!